Vậy là mùa giải thưởng cuối năm của làng game đã đến và The Game Awards như thường lệ mọi năm vẫn đi đầu với tư cách là chương trình giải thưởng tiên phong và danh tiếng nhất nhì ngành game. Và Game On chúng mình cũng đã đưa ra những nhận định ban đầu cho giải Game of the Year cũng như các đề cử đáng chú ý khác trong video trước. Giờ đây chúng mình sẽ bắt đầu đi sâu vào nhận định từng đề cử cụ thể như video hôm qua về đề cử game mobile hay nhất. Và hạng mục đề cử được mổ xẻ chi tiết vào hôm nay sẽ là game hành động xuất sắc nhất. Khác với đề cử game hành động nhập vai xuất sắc nhất, đề cử lần này chỉ xoay quanh các tựa game hành động thuần túy với lối thiết kế game tập trung tối đa vào các cơ chế công bát hoành tráng, đã tay và đầy chiều sâu. Vậy không rông dài nữa, cùng tìm hiểu xem tựa game nào trong năm đề cử được công bố là xứng đáng nhất để được ẵm về giải thưởng The Game Awards danh giá nhé. Và để tham khảo thêm về mẫu laptop GearBuy G5 mới, các bạn có thể tham khảo ngay trên website fptshop.com.vn hoặc là quét mã QR code ngay trên màn hình. Cảm ơn và xin chào các bạn. Hạng mục game hành động hay nhất năm nay của The Game Awards 2022 có 5 đề cử là Bayonetta 3 của Platinum Games, Call of Duty Modern Warfare 2 của Activision và phát triển bởi Infinity Ward, Neon White của Andromagix, Sifu của Slow Club, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge của Chibi Game. Đây chắc chắn là hạng mục thú vị nhất tại The Game Awards 2022 khi các tựa game AAA không hề thống trị hoàn toàn đề cử này như những năm trước đó, và thậm chí là các tựa game indie cũng có cửa thắng rất mạnh trong năm nay. Cụ thể ra sao? Chúng ta hãy đi vào từng đề cử cụ thể nhé! Nàng phù thủy Bayonetta có màn trở lại đầy bùng nổ và vô cùng gợi cảm sau hơn 8 năm vắng bóng, và đội ngũ Platinum đã cho người chơi thấy thành quả của hơn 7 năm phát triển mà họ dành cho phần 3 nó phải gọi là vĩ đại như thế nào. Bayonetta 3 là tựa game Bayonetta lớn nhất, hoành tráng nhất về mặt lối chơi, đồng thời cũng là một bước tiến hóa rõ rệt và ấn tượng của các công thức game chặt chém truyền thống từ thời Bayonetta 1. Bayonetta cho người chơi sử dụng tới 10 loại vũ khí quái gở khác nhau, cũng như cho người chơi 9 con quỷ trong khi chiến đấu. Mỗi con quỷ và mỗi loại vũ khí lại có một cây kỹ năng riêng để người chơi cày cuốc nâng cấp sao cho hợp với lối chơi của mình nhất. Bayonetta 3 cũng học hỏi cẩn thận các tựa game đồng môn để có thể tạo ra được một lối tiếp cận toàn diện nhất cho tựa game của mình, đặc biệt là với các cơ chế triệu hồi quỷ dữ để hỗ trợ chiến đấu. Khác với các phần trước khi các con quỷ được triệu hồi chỉ đóng vai trò như một đòn dứt điểm, thì giờ đây người chơi hoàn toàn có thể triệu hồi chúng lên để chiến đấu cùng cho nàng phù thủy gợi cảm kia. Nhưng để tránh đi vào vết xe đổ nhàm chán và trùng lặp của nhân vật V trong Devil May Cry 5, khi nàng Bayonetta triệu hồi ác quỷ thì nàng không thể trực tiếp chiến đấu, mà người chơi giờ đây sẽ chuyển qua điều khiển hai con quỷ. Điều này nghe có vẻ kỳ cục và có nguy cơ làm đứt gãy nhịp độ chiến đấu, nhưng vì những con quỷ có bộ kỹ năng và tính tùy chỉnh cao nên hiếm khi người chơi cảm giác bị lệch giờ khi triệu hồi quỷ, cũng như cân bằng được tính hiệu quả của chúng khi cho dù chúng nhanh, linh động hoặc mạnh hơn Bayonetta thì chúng lại phải luôn để ý và bảo vệ bà trùm của mình đang đứng múa may cổ vũ cho chúng. Lối chiến đấu của Bayonetta có cảm giác chỉnh chu, chính xác nhưng không hề thiếu đi cái chất điên rồ, sexy và đầy phong cách của thương hiệu game này. Điểm trừ lớn nhất của Bayonetta 3 chỉ nằm ở phần cốt truyện, khi đây là mạch truyện yếu nhất trong cả 3 phần game khi nhường lại tâm điểm cho Viola, một nhân vật phù thủy mới dù rất đáng mến nhưng lại thiếu đi sự cá tính và tự tin hấp hồn của một nhân vật quen thuộc như Bayonetta để dìu dắt cốt truyện đi theo một hướng hấp dẫn hơn. Thực ra mà nói thì sau thảm họa Call of Duty Vanguard vào năm ngoái thì thương hiệu này chỉ có đi lên chứ không có đi xuống được, và đúng vậy thật. Call of Duty Modern Warfare 2 là một sự đi lên rõ rệt so với Vanguard khi các chế độ, bản đồ và súng ống được cải thiện rõ rệt. Chế độ bắn súng góc nhìn thứ 3, chế độ DMZ, Warzone 2.0, Fuel Upgrade, Gunsmith 2.0 là những bổ sung đáng hoang nghênh nhưng chưa đủ nặng đô để khiến đây trở thành một trải nghiệm đáng nhớ, và khác biệt như cách mà Modern Warfare 2019 đã thay đổi cả thương hiệu Call of Duty tiến về phía trước và càng lát vé hơn so với những ảnh hưởng mà Modern Warfare 1 và 2 gốc đạt được. Với một tựa game được xướng tên ở hạng mục game nhiều người chơi xuất sắc nhất bên cạnh game hành động xuất sắc nhất, thật khó để thấy Modern Warfare 2 nổi bật lên ở trên 8 đối thủ cạnh tranh còn lại. Phần chơi chiến dịch của game cũng không khá hơn là bao nhiêu, khi mặc dù những nhân vật mới và cũ game giới thiệu lại cho người chơi có những khoảnh khắc rất đáng nhớ, nhưng Modern Warfare 2 cuối cùng lại là sản phẩm nhỏ hơn, vô định hơn và lạc lõng hơn nếu so với Modern Warfare 2019. Tuy nhiên, Modern Warfare 2 vẫn là một sản phẩm bom tấn cực kỳ thành công với doanh thu và lượng người chơi khủng. Sẽ rất bất công nếu nói cơ hội thắng của game là không cao, nhưng việc đặt lên bàn cân với những đối thủ của mình, ta sẽ thấy ít lý do để ai đó lựa chọn Modern Warfare 2 là người chiến thắng. Sản phẩm tiếp theo trong danh sách này lại là đối nghịch với một sản phẩm như Call of Duty Modern Warfare 2, khi Neon White cho dù không có thiết kế phần hình âm hoàn mỹ và chỉnh chu như một game AAA, nhưng lối chơi của game lại vượt trội hoàn toàn tất cả những gì mà ngành công nghiệp game bom tấn đẻ ra trong 5 năm trở lại đây. Cho người chơi đóng vai một thợ diệt quỷ trên thiên đường, lối chơi bắn súng chạy nhảy đi cảnh của game có phần đơn giản và dễ tiếp thu, nhưng ẩn sau đó là một chiều sâu khổng lồ trong tương tác môi trường và kết hợp vũ khí. Neon White là một game kết hợp từ rất nhiều tựa game khác, từ Doom Eternal cho tới Mirage, từ Titanfall 2 cho tới Severed Steel. Mỗi màn chơi là một câu đố thách thức mọi kỹ năng chiến đấu, tư duy và di chuyển của người chơi để có thể hoàn thành màn chơi nhanh nhất có thể. Lối chơi của Neon White đòi hỏi sự sắc bén thông qua sự cô đặc tới hoàn hảo trong cách Andromagix thiết kế các màn chơi, khiến cho cả game có thể được hoàn thành dễ dàng chỉ dưới 10 phút, và đó là nếu bạn sẵn sàng đẩy trình độ của mình lên tới cực hạn. Sự sáng tạo và tập trung dù biến Neon White trở thành tựa game mình nghiện nhất năm 2022, nhưng thật khó để bỏ qua sự thiếu đầu tư của game trong những mảng còn lại, và điều này cuối cùng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ hội thắng của game. Tựa game võ thuật vô cùng được mong đợi này từ Slow Club thực sự không hề khiến người hâm mộ thất vọng. Nếu bất cứ ai đã chơi qua tựa game trước đó của hãng là Absolver thì chắc chắn sẽ phải công nhận là trên thị trường giờ đây không ai có thể thiết kế game võ thuật cận chiến tay không tốt như Absolver. Với hệ thống võ phái, thế trụ, thế thủ, thế công chi tiết khổng lồ cùng những đòn combo, đòn thế độc đáo, có độ đa dụng và ứng biến cao, Sifu tiếp tục khẳng định thế mạnh của hãng thông qua những cuộc tỉ thí võ công, một chọi 100 đầy căng não và thử thách, đòi hỏi người chơi phải hiểu và tận dụng hiệu quả mọi công cụ mà game đưa cho người chơi để có thể vượt qua thử thách. Và lối chiến đấu cân bằng giữa tốc độ và sức mạnh, độ công và độ thủ của Sifu thực sự cho người chơi hóa thân thành một cao thủ võ hiệp đúng nghĩa. Tính võ hiệp của Sifu còn được mở rộng ra những màn đấu trùm lớn, hoành tráng và đầy thử thách lấy cảm hứng từ những bộ phim võ thuật từ Đông chí Tây, từ cổ chí kim, khiến cho game còn trở thành một món quà lớn và ý nghĩa hơn nữa với fan võ thuật nói chung và fan phim võ hiệp Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan nói riêng. Sifu có thể là tựa game duy nhất trong danh sách này không bị bất cứ yếu tố nào của game, từ hình âm, lối chơi, cốt truyện cho tới tính độc lạ làm ảnh hưởng đến chất lượng game, khiến cho đây trở thành ứng cử viên vô cùng sáng giá cho hạng mục này. Nếu ai lớn lên với các máy chơi game thùng ở ngoài siêu thị hay tiệm chơi game, thì tựa game Ninja rùa chơi 4 người không còn là cái gì quá xa lạ nữa. Từ Super Kamen Ninja cho tới Manhattan Project hay Turtle in Time, những chú rùa ngộ nghĩnh chống lại bè lũ Shredder luôn là nguồn giải trí bất tận của bao game thủ sau giờ học. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge chính là sự trở lại của thể loại game này, khi cho người chơi tiếp tục hóa thân thành những nhân vật quen thuộc như bộ tứ ninja rùa Raph, Mikey, Don và Leo, cùng cô phóng viên năng động April O'Neil và chàng quái kiệt bí ẩn Casey Jones. Tựa game Ninja rùa này nhìn chung chỉ là sự quay lại có phần lối mòn của thể loại beat'em up 2D thịnh hành những năm 80-90 và ít mang lại những đổi mới quan trọng. Đây đơn giản là một sản phẩm giúp cho nhiều người chơi quay lại tuổi thơ của họ và sẽ không mang lại quá nhiều giá trị về mặt hình âm, lối chơi lẫn gameplay. Dù cho đây vẫn là một game cực hay và cực đáng chơi, nhưng để chiến thắng trước những sản phẩm vượt trội hơn như vậy thì thật khó cho đội Ninja rùa nhà ta. Sau khi điểm qua chi tiết từng hạng mục như vậy, dễ dàng nhận ra cuộc đua game hành động xuất sắc nhất năm nay là giữa Sifu và Bayonetta 3, với cửa thắng mỏng hơn chia đều cho Call of Duty Modern Warfare 2 và Neon White. Và nếu phải chọn thì Game On chúng mình chắc chắn sẽ chọn Bayonetta 3. Tất nhiên là không phải vì sim chị đại Bayo, vì dù cho này nọ thật. Nhưng cái chính là với một hạng mục đề cao các cơ chế chiến đấu, Bayonetta 3 chỉ đơn giản là game có cơ chế chiến đấu chi tiết nhất, hoành tráng nhất, được thiết kế chỉnh chu nhất, nhìn đẹp nhất và chung quy lại là điên rồ nhất. Không có một giây nào mà Bayonetta 3 không ném cái gì đó mới về phía người chơi, khiến họ choáng ngợp vì độ ngầu, linh động và hoành tráng trong kỹ năng diệt quỷ của hai nàng phù thủy đầy cá tính là Viola và Bayo. Dù cho cốt truyện của Bayonetta 3 đúng là yếu hơn hai phần trước, nhưng như thế vẫn không khiến cho cốt truyện game vẫn rất lôi cuốn và đủ chiều sâu. Vì những lý do đó mà Game On chúng mình mạnh dạn dự đoán một chiến thắng của Bayonetta 3 trong hạng mục này. Còn bạn thì sao? Bạn đã chơi hết các tựa game trong đề cử này chưa? Bạn nghĩ ai sẽ thắng? Hãy cho Game On biết trong phần comment nhé! Bạn đã làm Game On Quiz trên WeScan.vn xẹt Game On chưa? Hôm qua đã có rất nhiều bạn làm và được quà rồi. Đừng quên mỗi ngày đều có quiz và quà tặng nhé!